Em đang được theo dõi đây là một con đầu giải mã đẹp xuất sắc của dòng Pioneer. Càng báo giá cho anh em con đầu chạy full tính năng này là 6 triệu đồng. Con này có mã là D5, nó chạy được cả ổ đĩa CD, đọc rất tốt. Và ngoài ra còn giải mã bằng 3 tín hiệu, đó là đường đồng trục, đường Casio và đường quang, đấy là 3 món. Thêm đầu giải mà thêm đĩa CD đó là 4 món. 6 triệu đồng giá tại cửa hàng anh em nhé. Tôi đang chạy đường tín hiệu giải mã monitor analog đây, nút chọn input. Còn đây là đường quang giải mã. Đó, đây là đường giải mã đồng trục thì tôi không cắm thì nó không ra tín hiệu analog. Analog có nghĩa là dây AV, còn đường quang là optical. Đây, đường quang OTP và optical. Đó. Bấm vào nút input selector này. Đó. Và khi chạy giải mã mình ấn input xong mình ấn nút record rồi nó sẽ chạy. Ngoài ra thì con này còn chạy được ổ đĩa mắt đọc rất tốt luôn. Con này thì cửa hàng báo giá cho anh em 6 triệu. Bao test cho anh em 2 tuần. Bề ngang 42 màu vàng chanh rất bắt mắt, sạch sẽ. Cả trước cả sau đều rất mượt mà. Anh em nhìn kỹ mặt tiền một chút này, đó. Anh em nhìn sang mặt sau nhá, và để mặt trên này. Xuất sắc luôn. Bên trong nó đẹp như mới tinh. Con này tôi sẽ cho anh em một vài cái ảnh mặt nội thất. 9850 Rapan 100V 15W đó. Đường vào quang, đường vào đồng trục. Đây là đường xuất tín hiệu ra này. Đây là đường xuất tín hiệu AV ra. Đây là đường vào giải mã AV, cắm từ điện thoại hoặc máy tính, hoặc là TV cổ qua lỗ tai nghe. Có giải mã thì anh em chơi nhạc mạng nó sẽ trong trẻo chất âm, nó rõ ràng, ngọt hơn. Ngày nào tôi còn nhớ.